Vâng, và với tầm tài chính trên 300 triệu đồng mà anh chị muốn mua một chiếc xe số tự động để đi gia đình thì không thể phù hợp hơn với một chiếc xe đang ở trước mặt anh chị đây. Một chiếc xe phân khúc hạng C với form dáng rộng rãi, thân vỏ chắc chắn, khung gầm sườn rất là chắc chắn cũng như là mượt mà. Côn số mượt mà, công nghệ cũng không thiếu để phục vụ cho gia đình, và khẳng định đây lại là một chiếc xe siêu xuất sắc nữa để có thể phục vụ cho nhu cầu sử dụng của anh chị. Vâng, và anh chị nhìn ở đây ta cũng biết được rằng là bản thân chiếc xe này thì được chủ nhân trang bị gương gập điện tự động. Đấy, sau đó là vô lăng củ số nhìn rất là hoành tráng, bề thế đúng không ạ? Thương hiệu là thương hiệu Hyundai, trang bị cả cam hành trình. Rồi bản thân chiếc xe cũng được trang bị đó là đề ấn nổ sát tốp này, chìa khóa thông minh, hệ thống điều hòa tự động và màn hình Android theo xe. Đấy, và hộp số tự động. Tiếp theo đó là chiếc xe còn được trang bị cả cửa sổ trời này. Đấy, một cái công nghệ mà thiết thực cho người sử dụng mà chỉ có ở những chiếc xe phân khúc hạng C. Và anh chị thấy được form dáng cũng như là tất cả các chi tiết của xe nó rất là rộng rãi đúng không ạ? Một chiếc xe phân khúc hạng C, một chiếc xe gia đình sử dụng, tránh được nỗi lo khi anh chị phải sử dụng những chiếc xe taxi dịch vụ. Với khối động cơ 1.6 thì thực sự nó khá là rộng rãi. Vâng, và nhắc đến đây thì chắc chắn anh chị cũng đã biết được rồi, đây chính là một chiếc xe của hãng Hyundai. Nó là một chiếc xe thương hiệu Avante. Đây là một thương hiệu dành riêng cho thị phần Việt Nam. Vậy thì chắc chắn nó sẽ phải phù hợp với người Việt Nam đúng không các bác? Các bác nhìn thấy được là nó còn được trang trí thêm cả phần cảm biến lùi phía sau này. Thiết kế của Hyundai Avante nó khá là đậm chất Việt Nam, cho nên là được người Việt Nam sử dụng rất là đón nhận này. Tất cả những ai đã từng sử dụng chiếc Avante đều đánh giá rất cao về cái công năng cũng như là tất cả những cái yếu tố mà chiếc xe mang lại. Và với tầm tiền này thì thực sự là không một chiếc xe nào có thể vượt được thương hiệu Avante. Vâng, vậy thì chiếc xe này nó chỉ ở cái mức độ đó là 360 triệu đồng. 360 triệu đồng mà anh chị sở hữu ngay được một chiếc Hyundai Avante đời 2014, một chủ từ đầu, zin nguyên bản 100%. Vâng, một chiếc xe mà khẳng định rằng về độ đẹp và độ xuất sắc của nó đứng top đầu luôn các bác nhé. Nó đứng ở top đầu luôn. Và nếu như về công năng vận hành thì chiếc xe này nó cũng khẳng định là xứng đáng với từng xu từng cắc mà anh chị bỏ ra. Đây, zin tuyệt đối luôn anh chị này. Zin tuyệt đối luôn, tất cả những cái chi tiết về sơn nền phía trong cũng như là tất cả những cái tem mác của xe còn nguyên bản. Và điều đặc biệt đó là cái chất liệu để sản xuất ra chiếc Avante này thì anh chị nhận thấy được rằng là cái táp ly cửa là cái chất liệu nhựa này nó rất là chắc chắn này. Vâng, và cái ngay cả những cái bệ tì tay này cũng là những cái chất liệu nhựa cứng, nó không bị bào mòn qua thời gian. Đây anh chị nhìn này. Đấy, nó phải nói rằng đây là một chiếc xe nó quá là xứng đáng về cái công năng sử dụng. Và đây các bác nhìn này, về cái táp ly của xe bản thân xe được trang bị hai túi khí, nó nhìn nó còn rất là đẹp đúng không ạ? Và một chiếc xe một chủ sử dụng từ đầu nên là được giữ gìn rất là tốt, và xe được trang bị củ số tự động này. Đấy, và sau đó là bệ tì tay này, điều hòa tự động, các phím chức năng này và màn hình Android này. Đấy, mặt đồng hồ phía trên này, xe chạy đúng 10 vạn các bác nhé, đúng 10 vạn và chủ nhân trang bị đề ấn nổ sát tốp này. Và chế độ đèn đóm cũng như vô lăng củ số của xe đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Đẹp xuất sắc luôn này. Và mặt đồng hồ của xe này. Vâng, với thiết kế thực sự là đẹp. Vâng, chiếc xe vẫn còn được chủ nhân giữ nguyên trần nỉ giấy bóng này. Đấy, trần nỉ giấy bóng và cam hành trình to vật luôn. Và các bác nhìn thấy được hệ thống cửa sổ trời, nó rất là tiện ích khi mà anh chị sử dụng trong quá trình di chuyển. Vâng, một chiếc xe cỡ nhỏ phân khúc hạng C, một chiếc xe đậm chất là một chiếc xe sử dụng gia đình. Đấy, với lại một cái bản na răng khá là to. Đấy, na răng này là na răng 17 inch và nó là hệ thống 5 chấu đơn, nhìn rất là khỏe khoắn các bác nhé. Và toàn bộ chiếc xe này được chủ nhân trang bị đó là một dàn lốp mới tinh. Các bác về không phải lo là lốp mòn các bác nhé. Đấy, hệ thống na răng và 4 bánh ABS củ phanh sử dụng rất ít cho nên nó còn vàng ươm đây các bác nhé. Đấy, tất cả các chi tiết xe nó rất là chuẩn mực. Và bản thân cái chiếc xe này nó có form dáng nó rất là bề thế, đi lại nó rất là chắc chắn, nó không phồng phành như những chiếc xe kém chất lượng như là dòng Hyundai Accent thì nó chỉ là phân khúc B thôi. Còn chiếc Avante này nó là phân khúc C các bác nhé.
phân khúc C và khối động cơ nó là 1.6. Nó rất là khỏe để anh chị có thể là sử dụng trên mọi cung đường, trên mọi những cái cuộc hành trình trèo đèo neo dốc. Vâng, nó không yếu như dòng 1.5 cũng như là dòng Accent hoặc là dòng Vios. Vâng, những cái dòng đó không đủ tuổi để có thể so sánh được với những chiếc xe dòng Avante như thế này, mà nhất là một cái thương hiệu dành riêng cho thị phần Việt Nam thì chắc chắn nó đã được tính toán, nghiên cứu và rất là kỹ lưỡng để làm sao phù hợp nhất với người Việt Nam, đúng không các bác? Đây, các bác nhìn thấy được là bộ na lăng nó nhìn rất là khỏe khoắn, lốp to, dày, cho nên nó tạo độ đầm chắc cũng như là cái yếu tố vận hành rất là tốt. Và các bác nhìn từng cái đường nét của xe nó đẹp xuất sắc luôn. Đây các bác nhìn này, từng cái khe kẽ này, nó đẹp xuất sắc luôn các bác này. Đèn đóm thì nguyên bản này, thương hiệu thì Hyundai này, đuôi chắn gió phía trước này, sơn xi đẹp này, cảm biến phía sau này. Đấy, cam lùi phía sau này, cam hành trình này, màn hình theo xe này, màn hình Android này, để ấn nổ sát tốp, chìa khóa thông minh này. Vâng, quá nhiều những công nghệ cho một chiếc xe mà giá trị chỉ có hơn một chiếc Morning một tí thôi. Vâng, đó là 360 triệu đồng. Vâng, thực sự nếu về giá này mà các bác không lựa chọn nữa thì hơi phí ạ, hơi phí. Vâng, hơi phí bởi vì đời thì đời 2014. Vâng, form dáng thì đẹp, sơn xi đẹp, mà chiếc xe này lại là xe một chủ đẹp xuất sắc luôn. Đẹp xuất sắc luôn các bác ạ. Vâng, không có điều gì để chê cả. Và bây giờ ta sẽ đi vào phần gầm của xe để ta nhìn thêm được cái giá trị của một chiếc xe, khi mà bên kênh Xe Đam Mê luôn luôn là kiểm tra xe rất kỹ bằng cách đó là soi gầm cũng như là kiểm tra chất lượng của xe trước khi mà đưa lên kênh bán hàng. Đấy, gương gập điện tự động rồi một kính lái auto. Đấy, rất nhiều những cái chi tiết xe nó thể hiện sự đặc biệt của một cái chiếc xe tốt các bác nhé, một chiếc xe tốt, một cái hàng mà bên em đã nhập về để bán cho quý khách hàng thì hoàn toàn có thể yên tâm. Và bây giờ ta sẽ đi vào phần khung, vào phần gầm của chiếc xe các bác nhé. Vâng, để biết được một chiếc xe toàn diện thì chắc chắn cái phần gầm là rất là quan trọng, đúng không ạ? Và Xe Đam Mê luôn luôn quay chi tiết tất cả những phần quan trọng nhất để chị có thể định giá một chiếc xe chất lượng và nguyên bản nó là như thế nào, đúng không ạ? Và các bác nhìn thấy được là hệ thống càng phía trước là nó còn nguyên vẹn và không hề có hiện tượng cong vênh gì, đúng không ạ? Đấy, ta nhìn như thế này nó rất là yên tâm. Tất cả những cái khoang chassis cũng như cái khoang gầm này nó không hề biến dạng một chút nào luôn, nó nguyên bản luôn các bác nhé. Đấy, sản xuất lúc nào như thế nào thì nó bây giờ nó vẫn như thế. Hệ thống càng ngang. Đấy, hệ thống càng ngang các bác nhìn nguyên vẹn này, tất cả những con ốc này chưa từng tháo mở các bác này. Đấy, tất cả hệ thống khung sườn của xe là chuẩn mực nhé. Đấy, ta nhìn vào hệ thống an toàn trước. Đấy, các bác sẽ thấy được độ zin tuyệt đối của nó. Và khi mua một chiếc xe cũ thì ta quan tâm nhất đó là nó có bị đâm sâu tai nạn gì không, đúng không ạ? Đó mới là vấn đề quan trọng để ta có thể định giá ra một cái chiếc xe. Vâng, xe cũ nhưng mà nó phải nguyên bản, nó không bị đâm đụng và không bị tai nạn. Và quan trọng nữa đó là máy móc phải nguyên zin, không bị bổ máy, không ngập nước, không thủy kích các bác nhé. Và bây giờ các bác có thể nhìn phần máy này. Phần chi tiết máy ta nhìn thấy được tất cả những con ốc nó còn nguyên chấm sơn nhà sản xuất. Và tất cả những cái gioăng máy, gioăng số là nó nguyên gioăng màu đỏ luôn. Đây là gioăng của nhà máy. Và đặc biệt là những cái con ốc nó còn nguyên vẹn các bác nhé. Đấy, nó còn nguyên vẹn và nguyên zin. Đấy, nhìn như thế này nó quá yên tâm rồi, đúng không ạ? Quá yên tâm rồi. Đấy, các bác vào hãng thì người ta cũng chỉ kiểm tra được như thế này thôi. Như em đang soi phần gầm này cho các bác kiểm tra thôi các bác nhé. Đấy, để các bác thấy được là độ zin tuyệt đối của nó. Một chiếc xe nó thể hiện qua từng cái chi tiết của chiếc xe mà bên em đang quay rất chi tiết cho các bác đây. Và khi mua được những chiếc xe mà bên em đã quay chi tiết như thế này thì các bác hoàn toàn có thể yên tâm, đúng không ạ? Phần máy số khung gầm của xe là khẳng định là zin tuyệt đối các bác nhé. Đấy, qua những hình ảnh chi tiết như thế này. Đấy, tại vì sao tất cả những chiếc xe của bên em khi về đều được kiểm tra nâng gầm, cho nên chính vì thế cho nên những chiếc xe bên em quay review trực tiếp đều khẳng định được cho quý khách hàng đó là không có hiện tượng đâm xô tai nạn và máy bổ ở đây, bởi vì bọn em đã kiểm tra rất là chi tiết mọi thứ rồi. Để cho các bác có thể xem củ phanh của chiếc xe này, vàng ươm này. Đấy, tất cả các chi tiết xe. Đấy, bây giờ ta sẽ xem phần ống mô ống xả xe. Các bác nhìn là những phần tôn thép, cái phần này là chịu lực chất nóng này nên nó bị đỏ này, và cái phần lưới tản nhiệt này, và sau đó là cái phần cụm ống xả thì nó còn trắng phau các bác nhá, nó còn trắng phau này đó. Và thứ hai nữa các bác nhìn với gần chassis này, phần chassis của xe này nó không hề có hiện tượng mối mọt gì đâu. Đấy, sắt nó rất là sáng. Đấy, tôn sắt nó rất sáng luôn các bác nhá, và không hề có hiện tượng
cong vênh va đập do quá trình ví dụ nhiều xe bị sập gầm, thì các bác sẽ thấy được rằng những cái lưỡi ba bô lê này nó sẽ bị cong vênh, đúng không ạ? Cong vênh và biến dạng. Nhưng chiếc xe này của em quay lên nó còn chi tiết, nó còn chuẩn mực như thế này, thì các bác hoàn toàn có thể yên tâm, đúng không ạ? Đấy, một chiếc xe mà đã được hoàn thiện về cái mặt quay chụp hình ảnh chi tiết như thế này thì là các bác quá là yên tâm và chuẩn mực rồi các bác nhé. Đấy, bống ống xả và phần phía sau này. Đấy, tất cả là đều là chuẩn mực và là chi tiết. Đấy, các bác nhìn này. Đúng không ạ? Phần càng phía sau này. Đấy, tăng kiểm tra phần phía sau nữa nhá, để có thể khẳng định là chất lượng của chiếc xe mà bên em bán ra. Không có hiện tượng gì càng phía sau. Gì tuyệt đối các bác nhá. Rồi, ta kiểm tra phần sắt xi phía sau. Các bác nhìn này, sắt xi phía sau nguyên vẹn nhá, không có đâm xô gì nhá. Vâng. Phát xi này, cua lốp này. Đây phần cua lốp này. Nhiều chiếc xe bị đâm phía sau thì cái cua lốp này nó sẽ bị cong vênh, méo mó này. Đấy, còn đây là cái chỗ kéo xe này. Đấy, cái thanh kéo xe này và phần sắt xi phía dưới này. Các bác nhìn sắt xi phía dưới này cũng di tuyệt đối các bác nhá. Di tuyệt đối. Đấy. Rồi, ok. Vậy là một chiếc xe luôn luôn tất cả những chiếc xe bên Xe Đam Mê đều quay rất là chi tiết để cho các bác có thể định hình ra được cái chất lượng của chiếc xe, để khi mà các bác xem được video, tiếp cận được video bên em rồi là các bác có thể chốt được luôn hoặc chốt được luôn. Bởi vì bên em đã quay chi tiết như thế này rồi thì các bác chỉ có việc đó là yên tâm thôi. Chỉ có việc đó là yên tâm thôi và chốt xe thôi. Bởi vì như thế này cũng đã như là trong hãng rồi các bác nhé. Cũng đã như là trong hãng rồi. Không khác gì việc kiểm tra trong hãng cả. Cho nên hoàn toàn yên tâm. Vâng, và bây giờ ta sẽ đi vào phần tiếp theo của chi tiết chiếc xe này. Vâng, và vừa rồi anh chị đã xem được phần gầm của chiếc Avante 2014 phiên bản số tự động. Động cơ 1.6, một chiếc xe phân khúc hạng C, siêu đẹp và siêu chất lượng. Một cái chiếc xe mà khẳng định là đẹp nhất so với những chiếc xe cùng đời, bởi vì chủ nhân đi khá là giữ gìn và cũng độ thêm khá nhiều đồ chơi. Anh chị có thể nhìn thấy phần đầu của xe được thiết kế khá là đơn giản, nhưng mà thực sự nó là một cái thiết kế mà mang form dáng hơi hưởng của những cái thiết kế dành riêng cho thị phần Việt Nam. Với lại cặp đèn pha to bản cộng với dải đèn LED thì thực sự chiếc xe này có hệ thống chiếu sáng rất là tốt, cộng với form đèn gầm và một số thiết kế nhựa phía trước màu đen, mặt ca lăng phía trước thì thực sự chiếc xe nó khá là đẹp mắt các bác ạ. Và một số đường gân gờ. Đấy, gân gờ của xe thể hiện cho chiếc xe nó là một cái chiếc xe mà nó là một chiếc xe rất là đáng dùng. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, từng chi tiết xe nó quá chuẩn mực luôn. Đèn đóm sang trung, một chiếc xe mà khẳng định về độ đẹp thì nó là ở dạng xuất sắc. Và đây ta sẽ quan sát phần đầu của xe. Thì các bác thấy được là mặt capo của xe từ cái tấm chắn chống ồn ở phía trước là tấm nỉ này, nó vẫn còn nguyên vẹn theo thời gian. Nó chịu sức nóng của phần mặt máy phía trên lên, nhưng mà theo quá trình thời gian nó vẫn còn di nguyên. Và các bác nhìn này, tất cả các đường keo chỉ của xe và tất cả các chi tiết của xe là nguyên zin các bác nhé. Đấy, là nguyên zin tuyệt đối. À, các bác đã được soi phần gầm và các bác biết được là máy của tất cả phần khung gầm sắt xi của em zin hết, đúng không ạ? Đây các bác nhìn này. À, ngay ở từng con ốc nó còn zin này. Và đây các bác nhìn, tất cả khung gầm sườn của xe và hệ thống sơn xi phía trong xe, ngay cả từ những con ốc giảm sóc cũng chưa từng tháo mở các bác nhé. Đấy, xe rất là sáng luôn, rất là sáng. Vâng, thể hiện rằng đây là một chiếc xe quá tốt luôn. Nó bền bỉ, những thương hiệu này Avante đi rất là bền bỉ. Những khách hàng đã từng sử dụng qua đều đánh giá rất là tốt. Vâng, những chiếc xe tốt được đánh giá qua chi tiết của người sử dụng. Đây các bác nhìn, các hệ thống sắt xi nó còn zin nguyên này. Trước ta đã nhìn ở phía dưới rồi. Và các bác nhìn này, những con ốc chân máy này, nó zin tuyệt đối luôn nhé. Zin tuyệt đối luôn. Và zin từ keo dàn cỏ, các bác nhìn thấy được này. Zin từ keo dàn cỏ này. Đấy, cái keo đuôi chột này là keo dàn cỏ. Và tất cả các chi tiết máy nó sáng các bác nhé. Nó sáng tuyệt đối và không hề có một cái vết dầu mỡ nào cả. Đấy, xe zin tuyệt đối luôn này. Tất cả các chi tiết xe nguyên bản, zin đẹp. Được cái là cái khoang máy của chiếc xe Avante này nó rất là to, cho nên khi mà em quay chi tiết thì các bác nhìn thấy rất là rõ. Nó không bị ảo, đúng không ạ? Cho nên là hoàn toàn có thể tin tưởng vào cái chất lượng mà xe bên em review. Đấy, nhất là xe em Dũng review sẽ cố gắng chi tiết nhất để cho anh chị có thể ở xa mà vẫn có thể chốt được xe. Đó chính là điều lý giải tại sao những chiếc xe bên em đưa lên là bán rất là nhanh. Bởi vì review rất là chi tiết. Đấy, những con ốc như thế này chưa từng tháo mở này. Đấy, từng cái đường keo chỉ là zin hết luôn các bác nhá. Đấy, là zin tuyệt đối luôn các bạn. Và bây giờ tập trung vào phần máy của xe. Thì các bác biết rồi, Avante với
khối động cơ đó là 1.6, thì thực sự đây là một chiếc xe nó rất là hợp lý và phù hợp với lại cái nhu cầu sử dụng của người Việt. Đó là mức tiêu hao nhiên liệu vừa phải, nhưng cái chất lượng động cơ thì phải nói là tuyệt đối các bác nhé. Với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ rơi khoảng tầm 6 lít đến 7 lít thôi, thì cái chiếc xe này nó phải nói rằng là một chiếc xe tốt, bền bỉ các bác nhé. Vâng, em rất cảm ơn các bác đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ. Và những chiếc xe này bên em đều bán mức giá rất tri ân cho tất cả quý khách hàng. Chiếc Hyundai Avante 2014 này chỉ có mức giá 360 triệu đồng, chỉ hơn một chiếc Morning một tí thôi, nhưng nó lại là một chiếc xe của hãng Hyundai, một thương hiệu nổi tiếng về dòng xe ô tô con, cũng như là một chiếc xe được nâng tầm phân khúc, đó là phân khúc hạng C, và một chiếc xe mà một chủ sử dụng từ đầu, giữ gìn tuyệt đối, nâng cấp thêm nhiều đồ chơi, và nó giá của nó thực sự không bằng một chiếc Morning. Chính vì thế cho nên là các bác mua gia đình, mua một dòng sedan, dòng xe rộng rãi. Vâng, đây chiếc xe này có một cái không gian nội thất khá là rộng rãi để ta có thể thoải mái sử dụng trong và rất là thoải mái đi gia đình trong những cuộc hành trình, và đi rất là êm, và động cơ thì rất là bền, cũng như là khung gầm sườn rất là chắc chắn. Vâng, rất là chắc chắn, nó không mỏng manh, không phiêu như cái dòng Accent hoặc Vai ớt. Dòng này nó rất chắc chắn, chính vì thế như anh chị đi rất sướng. Vâng, rất sướng nha anh chị nhé, em khẳng định một điều như thế. Và nếu như anh chị nào mà cảm thấy chiếc xe bên em review chuẩn và anh chị cảm thấy đúng nhu cầu, thì anh chị hãy điện thoại cho em Dũng theo số hotline 0964 834 834, hoặc đến trực tiếp địa chỉ số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương, nằm trên cạnh quốc lộ 5A, lối đi Hà Nội Hải Phòng. Vâng, anh chị sẽ đến đây thử xe, xem xe và thực tế về chiếc xe này nếu như anh chị ở gần. Nếu như anh chị nào xa thì có thể trực tiếp chốt xe qua số điện thoại của em Dũng, và lúc đó em Dũng sẽ chuyển tận xe tới nhà cho anh chị để anh chị kiểm tra. Và như thế anh chị sẽ thấy được chất lượng của xe bên em bán ra, bảo hành cam kết các bác nhé. Và một chiếc xe quá đẹp luôn. Cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt.